Bể Núi cùng em Sang xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn nha. Chiều hai anh em đi ra cái bờ kinh Lục Bình, mình cắm câu cá lóc nha các bạn. Thì mình cắm bằng mồi nhái, mình cắm theo cặp cặp theo bờ kinh Lục Bình liêu 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 liêu. Cắm hầm cao cao lên. Nước đang lớn đó sao? Móc cái đùi hả? Anh em cắm dài dài theo đường kinh này. Bữa hổm mình cũng có cắm cách đây cũng mấy bữa nha các bạn. Mình cắm cũng dính cũng được cá bự bự không à. Mấy ngày nay hai anh em bận nhiều công việc quá cho nên là cũng không ra được clip nữa. Thì Bể Núi cũng mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Tại vì hôm nay mình bận, mình sửa sang lại cái chòi của mình để mình tiếp tục công việc săn bắt ẩm thực nha các bạn. Căng bi gì? Dục hả? Kiếm cá lóc bự về làm chả giò ha, chả giò cá lóc con chừng ký rồi đúng không? Hôm con chưa 800 g đó đây nè, cái lỗ này im hơn gì rất là ngon nè. Cắm coi cái cây cái nước nó tới đâu chừng nó gồng lắm. Tại nó lớn mấy ngày nay nước nó lớn nó gồng lại á, trời nắng gồng lại đó, xuống nữa đi. Ừ cái đó đi, để hai anh em đi cắm thì tối mình có đi thăm mình quay tiếp cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Cùng em Sang xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn nha. Chào các bạn nha. Tối hai anh em đi ra đây thăm câu mình cắm cá lóc bờ Lục Bình hồi chiều nha các bạn. Nãy giờ mình lội vô quá trời dắt đeo luôn, cần đầu tiên nè. Cái gì hả? Hả? Cái gì đâu? Ôi con ếch, con ếch tà bá luôn, còn kêu ép ép nữa, nguyên con ếch luôn. Ồ quá đã nguyên con ếch luôn, kéo cái gì Lục Bình lên luôn, hơi chói trống cái lỗ luôn. Vô rồi Sang sách nguyên về Lục Bình luôn rồi đâu. Ôi ôi ếch biết con ếch ta ơi, có lý nha, cần đầu tiên dính ếch thì chắc ếch nữa quá Sang. Cái chỗ này bữa hổm mình cắm dính cũng được 3 con ếch nè. 3 con ếch gần cả ký lô. 3 con ếch khủng mà. Đó. Vô quan ơi. Dính chưa? Cần tiên thấy dính là thấy ngon rồi đó. Lý. Vô. Không có cá lóc có ếch ăn cũng được. Móc nháy về, móc cái lỗ đẹp đẹp đây. Đó đi, hay bắt khác. Cái chùi vô cái đám lai.
có đã quá đã, xe ăn dây luôn à. Mũi dắt nữa, mưa mấy bữa nay cắm thấp thấp nha, nước đang rồng đó, để thôi sáng mình héo nữa đó. Đây có không? Hả? Ếch nhảy hả? Cao cái gì? Cao cắm thấp xuống. Chùm dòm có nhái lụm nhái luôn. Không, không cắm thấp xuống, con nào chết thay luôn. Kiếm cá khủng về ngày mai làm chả giò ăn ai xem. Không rồi, không cao luôn. Hồi con cóc ngồi tưởng con ếch không, con cóc tà bá luôn. Hả? Thẳng dây luôn hả? Sảy hả? Ồ sảy, sảy móc nhái lại luôn. Bữa hổm có cần gãy luôn. Xây cái câu ra ngoài lại. Ừ. Thấp xuống, thấp nữa đi. Ừ, trừ hao sáng nước lớn nước rộng. Bây giờ biết nhiêu câu không dính con nào luôn mà, con ếch một. À, nay hết thời, còn mấy cần nó hết trơn rồi. Con ếch một mới vô cần đầu tiên luôn, mở hàng con ếch cái nín hình luôn. Nước rồng quá trời rồng, rút không nháy hết. Điên ngu trơn, thất bại rồi. Nay thất bại rồi, nhái không quá cao rồi, sửa lại đây, hy vọng buổi sáng sang đây. Nên cần cuối hết luôn. Cần cuối cắm đâu sao? Rồi luôn. Không luôn. Nhái nằm đó là gì, vớt gì nữa. Rồi sửa nhái lại đi về thôi. Hy vọng buổi sáng thôi sang đây. Quá bù hông luôn. Bị núi cùng em Sang xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn nha. Sáng hai anh em đi ra nhổ cái dàn câu cắm cá lóc rồi mình cắm qua các bạn. Tối đi thăm được con ếch một. Sáng nay không biết có gì không, nước rồng sát nữa. Bỏ nhái vô thùng luôn. Về mình kiếm lấy nhái đó mình đặt chấm được.
thì thăm được con ếch. Gu luôn rồi. Ếch mồi. Rồi cầm câu đại cho nó. Ừ, hết rồi luôn. Rồi rồi. Bỏ cầm câu bỏ đi. Thôi mình lấy. Thôi lội dài ra lấy. Đâu? Trời ơi, ếch nữa các bạn. Còn ếch nữa. Cái lóc đó không thấy, thấy ếch không sao. Một chú ếch nữa. Cần còn mồi luôn. Kinh im quá im. Giờ hiu quạnh quá ta. Mấy con câu rồi. Gì? Đâu đâu đâu. Đâu? Ôi ôi vô bạn ơi, cá chê từ từ xem. Ủa cá chê chà bá không chàng ơi. Kìa. Kéo lên xiết. Ờ nước rồng nó lú cái đầu lên luôn rồi. Im 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 im. Ôi ôi con cá chê. Mệt biết con cá chê vậy bạn ơi. Mã đã. Chị lai. Lai hả? Im ngay im nha. Ủa rồi bự bữa hôm mình cũng đừng con chơi nữa đó. Quá đã quá đã. Con này bự hơn con hổm. Bự hơn con hổm. Im nha im. Ủa rồi đâu bà quay sao. Ủa rồi. Mất hồn cái chơi. Vô. Ngon lành ngon lành. Hai em một dê hai ếch có lý nha. Có đồ ăn rồi đó.
tìm đâu rồi. Cần cần gãy đúng không? À, gãy thì tối gì. Để có nhúc nhích không? Khỏi có nhúc nhích không? Để cần không? Phải có nhúc nhích thì nó còn không? Bà luôn. Táp dính lục bình. Sâu. Sâu nhót nổi. Cắm cắm hơi gần đấy. Đây đằng dính luôn quấn cỏ còn sống sống lụm lên luôn. Đâu? Ồ, lúc cái thằng luôn rồi. Biết cỏ hơn. À, còn có đây có nước kìa. Ờ. Ồ, bự bự lắm chàng ơi. Ôi. Ồ. Quá rồi, quá rồi. Vô. Cá hết hồn cá luôn bạn ơi. Ôi giời. Quay đây đi chàng. Ôi giời, hết biết con cá bạn ơi. Vô rồi, vô rồi. Ôi dồi, bự kìa. Vô rồi Sang ơi, đỡ nhanh. Ôi nó quậy banh chanh chăng. Nằm lúc cái lục bình dữ luôn. Im gù ha. Nghe mà lỡ thấy. Nãy lỡ thấy nhịp rồi. Nhịp không? Nhịp. Bằng dưới người ta. Tới trăm thùng. Quá đã các bạn ơi. Em nữa. Em lúc già. Có lý nha. Ủa con này cỡ con của hổm á. Ừ. Cỡ không? Hả? Bộm tay hơn hổm. Bộm tay hơn hổm hả? Rồi bạn ơi, hết hồn cá luôn. Ồ. Vô. Cho miếng nước vô. Dắt hay gì nữa, dầm dầm nữa. Trời ơi. Nó không đeo anh nó xem. Cho miếng nước vô. Quá đã, quá đã. Cần nào cũng dĩ cho gạo rồi ha. Bờ ngồi thánh thơi hả?
gạo hả sao con chê bự, con lóc bự nữa, hai con ếch nữa. Bờ kinh này có lý sao ha. Gì vậy? Đâu? Ôi, ôi, không có căng luôn kìa. Xuống từ từ ra để nó vụ uống nha. Đó, đó. Lóc gì á? Dính cây vậy phải không? Gỡ từ từ lên. Đừng có nắm vậy đứt. Một cây vậy đó. Bẻ cây trà ra. Cá lóc bự. Cá lóc bự luôn kìa. Ê, thầy Hồng, ta nói mà. Đứt dây luôn. Không xíu đi vậy hả? Vô ngọn lạnh, ngọn lạnh dột lửa luôn phải không? Đứt lửa luôn hả? Ồ, tóc tà bả luôn bạn ơi. Vô rồi sang ơi, bự luôn, giữ cái lửa lại. Ngọn lạnh con nó cũng cỡ nửa ký á. Lạnh ôi nặng rồi, cá ngon không bạn ơi? Im nha lý, tóm lại luôn hả? Cuộc đỡ rồi, công cần luôn hả? Mình hái cứ nắm nãy, nắm cái nó đi luôn, chụp cái đầu liền chứ. Cái câu cục quá đó. Im nha buổi sáng này bơi ngon rồi, tối à không cần nữa cả. Đâu đó. Ôi con cặn rồi. Ê, còn ê coi chừng lóc bự nữa sang ơi. Từ từ sang anh coi sang, từ sang dở cỏ lên đàng hoàng nha, để nó đi ổn lắm. Nương cái vợ nhây này, nương sợi dây này. Ừ rồi, ê cá lóc nắm lên lúc đầu lên nè, nắm nguyên cỏ lên luôn. Vô rồi bạn ơi, vô con nữa. Ốm cá đẻ, cá đẻ hả? Ồ có lý. Con cá nó ốm rồi. Ôi ốm mà dài thằng dài vậy, cá đực cái gì em ơi. Hả? Ờ con cá. Ngon lành nha. Ôi ngon lành. Chú nữa. Chú này quá ốm rồi. Ốm mà dài nữa. Bà chú. Chú khúc này ngon ta. Ừ. Gần tới cái khúc mà bữa mình dính con cá lóc bự nè. Đây nè, khúc già, cá lóc già nè. Lại dính còn 3 kg. Thôi. Câu này chịu không nổi đâu. 3 kg đi mất tiêu cặn. Chúng mẹ lớn rồi. Chúng một đất rồi. Lúc cần nữa không? Ủa, nó hay vậy? Hả? Còn. Chính không? Còn con nhỏ. Hả? Nhân nhện bự rồi. Cần này dính cái lóc bự quá hổng nè. Dắt cá nhiều chắc. Có cá rồi dắt cá không cởi nữa. Buồn thí luôn. Cần này héo rồi. Cần này cũng ngon, cái này ngon á.
hết mồi rồi con này. Cần hết mồi chứ. Bình tĩnh. Gãy luôn rồi. Gãy có tì luôn rồi. Có tì. Xé này luôn rồi. Cắt được luôn rồi. Cần hết mồi luôn. Hết mồi đứng một câu luôn. Mất mồi luôn. Còn đậu không? Tiêu rượu. Hai phần cần nó hết rồi các bạn. Được cũng im 4 cái lóc. 2 ếch ruột chê. 4 cái lóc hay 3? 3. 3. Hai cặn nó hết rồi. Khúc này nó xịt rồi. Nó xịt đục bình. Nãy anh gỡ con giò anh ra 3-4 dắt. Sáng ba cỏ ướt ướt rồi. Sương. Hôm qua là mình bắt từ đầu này mình cắm ra. Giờ nãy mình bắt từ ngoài mình thăm vô. Ê cái cặn ruột kìa ơi. Trời ơi cái cặn sức ruột luôn rồi. Hên hên hên. Hên sang ơi. Cái cặn nập. Ê dứt cái lóc kìa. Đâu rồi? Rồi. Trời ơi. Nhổ cái cần đi luôn. Trời ơi. Tức gì đâu. Lưỡi này cũng lâu rồi về sửa lại được rồi đó. Chưa. Cái cần nằm trên nước luôn hả? Năm chứ nó có một bình nó tè tè nữa. Chắc mới dính đó. Trời dữ không. Cái cũng vừa vừa hả? Trọng rồi. Vừa tội luôn. Còn cần cuối này thế nào nữa đây. Mới nó bốn con thiệt. Ai ngờ đâu đi luôn rồi. Nằm trên lục bình luôn rồi. Rồi xong. Hết luôn. Hết phép. Trời ơi, cái nhà bự bự không? Hóa toàn cái nhà này. Nhà này ngâm rượu em sang. Mình sang không biết uống rượu. Nhà hóa toàn cái nhà bự. Chín luôn. Cây nhào luôn. Ôi ơi, cháy.
lá này mà âm lương một cái đó nha. Rồi tính với con cuối cùng nữa bốn con, ai ngờ đâu càng nằm trên mặt nước luôn. Rồi đi luôn rồi. Thật khổ, tiếc quá. À, nuôi nó đó đi, mới móc bắt nó. Về thôi. Còn cuối cùng cũng không được ăn nè. Số cho nhiêu đó là nhiêu đó à. Rồi, về. Tiếc hồi hồi hả? Đấy, hai anh em về tới nhà qua. Ếch một chú. Chú ếch con. Bự chứ con đâu. Ếch già luôn á. Con ếch mẹ. Hai con đó là xào xá ớt rồi, thấy được bữa cơm đây nè. Hàng khủng. À. Ê, mấy con nhái kìa. Trời ơi, có con cá lóc nữa ốm rồi nè. Cái này cá đẻ vậy nó nhôm nhách có đầu không à. Cá chê. Con cá lóc già. Con cá lóc này hơi nướng muối rồi. Hơi bắt nó nướng muối rồi, còn ba con kia gọng lại đi. Con cá đó dám có 800 g hay sao? Trên à. Hả? Trên á. Trên không? Bự hơn con hổm. Bự hơn con hổm nữa. Rồi bắt bỏ vô đi, hay để anh chạy đi kiếm rau mới rau gì về nướng muối hai anh em mình cuốn bánh tráng rồi sống ăn bữa. Đây các bạn ơi, này con cá lóc này thành quả của hai anh em đi cắm câu nè. Một con cá này cũng gặn ký nha các bạn, 900 mấy gram, nãy mình căng mà mình quên quay này. Mình nướng muối nha các bạn, đó nó nổ nè, nướng muối cá lóc nướng muối. Ồ, nó lóc bốc lóc bốc luôn. Quá nhìn quá đã. Cá lóc nướng muối. Cái này mình nướng nha, mình nướng cái này là cái thịt ở trong nó rất là ngọt nha các bạn. Nhưng mà da nó không bị cháy, nó màu chín nữa. À, bữa nay lễ 30 tháng 4 1 năm hai anh em ở nhà ăn con cá lóc này cũng ok rồi. Quá đã. Đây các bạn ơi, quá đã, cá lóc nướng muối. Con cái này chín lạng gần ký. Đây rau sống, khóm, dưa leo, mè. Mình chấm mắm mè các bạn. Mắm mè. Cuốn bánh tráng, bún. Quá đã, cá lóc rồi sang ơi. Chả ra sao như bằng nữa. Quá đã luôn nha. Nay cũng có bạn mình nó mới đi ghe về các bạn ơi, lại chơi với anh em luôn. Thì Bãi Núi cũng xin phép dựng máy thì, thơm. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cá lóc nướng muối cuốn bánh tráng rau sống với mấy anh em mình nha. Ngon chưa? Ôi ôi, đã. Quá im, quá im. Quá ngon. Quá đã. Thôi. Nhí này, chăm nhí này ăn qua đi. Bánh xào. Nhí, bánh xào nhí đi. Bánh tráng này. Cũng làm xương xương một cốc hai cốc chứ. Nhí đi. Quá chéo rồi. Im không, im không? Quá im luôn. Không có băng nữa. Ăn cá ngon luôn, khổ cực. Tí ăn đồ biển hoài hay cho tí ăn cá lóc nữa. Nhà tí hên đó, nhà về ngay dịp á. Ăn cúng rồi chứ. Cuốn. Thơm rồi.
xong. Nãy giờ ngồi gói là được cái thành phẩm như vậy nha các bạn. Quá yên. Giờ để có cái hương vị như thế nào. Gói như gì như cái đòn bánh tét vậy. Mời cả nhà nha. Thơm. Mời các bạn dùng nha. Ngon một cái nha. Cá lóc nhà Cống Câu. Bánh chám đậu sống mua chợ. Nhà không làm. Thôi giờ mình vô một cái đi. Vô. Vô. Bể núi cũng xin phép mời cô chú anh chị và các bạn nha. Mời cả nhà ha. Mình cũng xin phép mời anh em nha. Sáng này mà uống vô cái lên vẫn chưa ngủ một cái tới chiều đã. Nghèo luôn. Mày tắm vô mới mè. Thì bể núi cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng một cuốn bánh tráng cá nướng muối nha các bạn. Thì sẵn dịp hôm nay thì bể núi cũng xin mời cô Văn ở Mỹ là dùng với cháu miếng cá lóc cuốn bánh tráng rau sống. Thì trước tiên thì cháu cũng cảm ơn cô Văn rất nhiều đã có một món quà nho nhỏ gửi đến cho cháu là 100 đô để cháu có chi phí để cháu đi làm. Thì cháu rất là cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô và gia đình có nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt nha. Mời các bạn dùng nha. Ăn ngon. Thơm ngọt quá ngọt. Thơm. Nước mắm chua chua cái cây ngọt ngon bằng. Chấm với cá lóc có bánh tráng thì còn gì bằng. Im không? Im quá im. Con cuối cùng sang phóng trình. Dính nó lòi, nó lòi càng câu đi ra ngoài sông luôn. Rồi dở nó lên dính được bệnh giặt cái đi. Với con đầu tiên mắc kinh kinh à? Cái kinh nó không có cái gì vô được, được bệnh luôn. Nó ngay đầu kinh nó bích luôn. Rồi ngay cống à. Bệnh tới ngực luôn. Nó chặt sâu. Vô ha, mời các bạn vô. Nãy một ly vào ba, vào thì ba ly mình chạy ra lũ bảy ly đó. Từ ba ra bảy hả? Ừ, nó đã. Còn hơn cu ghiền nữa. Cá hình ngọt ra. Dài luôn. Dạ. Một xinh. Cá sáng sáng đó. Còn núi là ngăn, núi nó một xinh. À, bánh tráng thơm ngon mời bạn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi quất liền. Hạt có cái sừng nhé. Mở ơi. Lâu quá. Khá bự. Khá bự con nào phải tôi. Phải xe thả đi. Cắt sừng. Những này hên được cá bự lắm, mà biết bữa nay tí rồi chơi vậy, cá này nó tới sống. Cá sống. Biển cả giờ thất nghiệp quá, giờ về bờ kiếm đường mưu sinh luôn. Năm nay nhà biển là vui rồi. Là ếch lắm bùa thôi. Dạ. Thấm cắm khu đó cũng giúp ếch. Mời các bạn ăn nữa nha. Cũng xin phép mời cô chú anh chị các bạn ly nữa rồi xong anh em cũng xin kết thúc cái video đi cắm câu cá lóc tại đây nha các bạn. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Rồi mời các bạn luôn. Có thấy hay thì theo dõi gì cho nhiều sự xem, đăng ký ủng hộ dùm kênh của anh Bể Núi. Bể Núi. Quê hương miền Tây. Bể Núi quê hương miền Tây đó, mời các bạn xem và đăng ký dùm ảnh nha. Để cho có động lực làm nhiều video mới nữa, phát triển lên. Thôi.
Rồi, mấy anh em cũng xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn nha. Chào các bạn nha.